Đây là cái video thứ hai trong cái series tôi đặt tên là khủng hoảng giáo hội. Series thứ hai này tôi muốn gửi đến thầy Thích Đức Thiện những hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ khi còn ở chùa để cho thầy Thích Đức Thiện có còn kêu là ông Lê Anh Tú nữa hay không ha. Đã. Bữa hôm trước thì đã có một số hình ảnh rồi, bây giờ tôi tiếp tục đưa thêm những hình ảnh xem thử thầy Thích Đức Thiện nên gọi là ông Lê Anh Tú hay là Thích Minh Tuệ. Đây xin mời thầy. Theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh. Đây. Mời thầy Thích Đức Thiện xem tiếp những cái hình ảnh ha. Hình ảnh về thầy Thích Minh Tuệ, xem thử hai người có giống nhau không, mà người này là bảo người kia là coi như là không phải sư, không phải thầy, thấy không? Rồi là bảo rằng là tôi kêu tên là ông Lê Anh Tú thôi ha. À, đây. Đó là thôi kêu là ông Lê Anh Tú thôi. Đấy. Chứ không phải là thầy ha. Đấy. Thế không phải thầy thì là cái gì nữa? Thưa thầy Thích Đức Thiện. À, thì cái hình ảnh này là cái gì? Nếu không phải là tu sĩ thì là gì đây? À. Bây giờ xin thầy Thích Đức Thiện cho biết rằng là đây. Cái lùi đó. Bây giờ thầy Thích Đức Thiện. Và đây lấy cái này của thầy Thích Đức Thiện ra nha. À, không phải là thầy thì là cái gì? À, đọc lại cái này cái. Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hội đồng trị sự số 151. 151 về việc thông báo người được mạng xã hội gọi là sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo. À, thế không phải tu sĩ Phật giáo thì là cái gì đó, thấy không? Là cái gì đấy à. Thầy quá hồ đồ, thầy Thích Đức Thiện à. Kính gửi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành phố, trong những ngày qua trên mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter xuất hiện nhiều hình ảnh clip về người đàn ông mang hình dáng nhà sư đi bộ hành, hình dáng nhà sư nữa chứ, à, đi bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại. Người này được mạng xã hội gọi là sư Thích Minh Tuệ. À, đâu phải mạng xã hội gọi thế, thì những cái hình ảnh vừa rồi thì là cái gì đây? Thưa thầy là Thích Đức Thiện. À, này đâu phải là được mạng xã hội gọi là sư Thích Minh Tuệ. À, đây có phải là được mạng xã hội gọi là hay không? Hay là sự thật là như thế? Đây có thật là được mạng xã hội gọi là hay không? À, được mạng xã hội gọi là hay không? Đó, đó. Thấy không? Đó. Này phải chăng là được mạng xã hội gọi? À. Phải chăng là được mạng xã hội gọi? Nha. À. Trong lộ trình đi bộ qua các địa phương đã có nhiều người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông, cúng dường vật phẩm, thức ăn và cả tiền. À, vu oan giá họa cho người ta rồi nói cả tiền nữa. Nha. Đây là một cái sự phải nói rằng là quá tệ. Tạo ra nhiều hình ảnh, clip gây ra nhiều dư luận trái chiều làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ai làm ảnh hưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay là chính thầy Thích Đức Thiện làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam? Qua tìm hiểu xác minh, Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo. Không phải tu sĩ Phật giáo thì cái gì đây? Ở thầy Thích Đức Thiện thì cái gì đây? Ô là trời, ô là trời, ô là trời. Không phải là tu sĩ Phật giáo thì cái gì đây? Thầy Thích Đức Thiện ơi, không phải tu sĩ Phật giáo thì cái gì đây?
Ô là trời. Ô là trời. Thì đây là hình ảnh gì? À, thế thì như thế nào mới gọi là tu sĩ Phật giáo? Chưa tìm hiểu ngọn nguồn thì để từ từ tìm hiểu ngọn nguồn. Thấy không? Thầy à. Đó. Chứ còn thầy vội vàng như thế. À. Vội vàng như thế sao được? Thấy không? Không nên vội vàng. Đó. Vội vàng quá. Thấy không? Đó. Thế thì đây là cái gì đây? À, mà thầy bảo rằng là không phải là tu sĩ Phật giáo thì cái gì đây? À, đó, thì là cái gì? Thế xin thầy Thích Đức Thiện nói dùm cho là đây là cái gì mà thầy viết trong công văn là không phải là tu sĩ Phật giáo. Đó. Đó. Người đàn ông này có tên là Lê Anh Tú. Đó. Bắt đầu lôi tên, lôi tên gọi là cái tên tên họ người ta ra. Sinh năm 81 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. À, gia đình ông Lê Anh Tú, rồi bây giờ chuyển qua là kêu bằng ông ha, ông Lê Anh Tú. Sinh sống tại huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk. Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên đã thực hiện một vài lần bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. À, một vài lần thôi. Người ta đi suốt 6 năm trời nay. À, mà cũng một là một vài lần là tại vì đi một lần đi như vậy là cũng cả năm trời thì mới tới. Nhưng mà theo tôi cũng phải đi cả mấy chục lần chứ phải vài lần đâu. Vì đã 6 năm trời. Tuy nhiên, lần này một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông Lê Anh Tú tạo sự hiếu kỳ, thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hưởng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. À, xuyên tạc thì nếu như mà tăng ni, đời sống tăng ni à mà có cái lối tu hành kiểu nào không biết, nhưng mà nó xứng đáng, nó phù hợp với lời Phật dạy thì cũng không có gì phải lăn tăn hết. Đó. Chẳng qua là nhiều khi là làm nó sai đi, đó. Nó không đúng với những lời Phật dạy. Đó. Thì rồi mới lại là sợ bị xuyên tạc. Còn nếu không thì ai mà xuyên tạc? Đó. Không ai xuyên tạc cả. Thật sự. Không ai đi xuyên tạc là cái chuyện đó, chuyện mà gọi là tu hành cả. À. Đây, để lấy thêm một cái hình ảnh khác, khi thầy Thích Minh Tuệ là mới từ chùa ra nha, mới từ từ chùa ra đi bộ được 2 tháng. Đây, để tôi lấy cái này. Đây là lúc thầy Minh Tuệ là mới mới đi được 2 tháng nha. Đây, đó. Khi này là ra đi tu hành đầu đà rồi đó, nhưng mà vẫn còn là mang là y vàng. Đã. Có lẽ một thời gian sau đó rồi thầy Minh Tuệ thầy mới là thay đổi, chứ còn ban đầu cái lúc này mới đi được 2 tháng đó, thì là vẫn còn là mang y vàng đó. Thì bây giờ thầy Thích Đức Thiện vào đây xem cho kỹ ha, xem cho thật là kỹ ha, kéo rồi là coi như là đem cái công văn này ra. À, rồi là gì, trong mấy ngày nay ông Lê Anh Tú đang đi bộ hạ bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hướng về Khánh Hòa, ban thường trực hội đồng trị sự đề nghị ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành phố có thông báo tới đông đảo Phật tử và nhân dân được biết. Ôi giời ơi, nhân dân quá biết. À, để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư. À, thấy không? Tức là phải phải ngăn chặn kiểu như vậy mới được. À, thấy không? Liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. À, nhưng mà tôi nghĩ rằng chính
chính Thượng tọa Thích Đức Thiện mới là người xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứ không phải ai cả. Không phải ai cả. Đã. Bởi vì thầy Thích Đức Thiện quá hồ đồ. Quá hồ đồ. Đây. Trên con đường này là lúc mới ra tu tập như bà con. Đó. Thì nó là như vậy đó bà con.